Ủa vừa rồi mình nhớ thằng trai En Tông ngõm mình rồi mà. Không lẽ nào mình hồi sinh rồi? Phải đi về nhà kiểm tra lại mới được. Mình nhớ không lầm hôm nay con Suka sẽ có ý định từ hôn với mình. Ủa cô gái này nhìn sao quen quen vậy ta? Này cô ơi, lát nữa khi đi gần đến khách sạn, trước khi qua đường cô hãy đếm từ 1 đến 100 rồi hãy sang đường nha. Bộ anh bị điên hả? Tránh ra đi. Nếu muốn giữ mạng hãy tin tôi. Nếu đúng chỉ cần cho tôi 100 đồng. Còn nếu sai thì đây nhà tôi, ở đây cô muốn xử tôi sao cũng được. Nói xong Nobita bỏ vào nhà, còn Thẩm tiểu thư thì bán tính bán nghi đi tiếp. Đến đoạn gần khách sạn, Thẩm tiểu thư chợt nghĩ, thôi kệ mình cũng không mất gì, 1, 2, 3, 4. Rất nhanh đã đến số 90 nhưng tiểu thư chợt nghĩ, ủa rồi có cái dám gì xảy ra đâu. Ô xích ngòm thật rồi, phải đi cảm ơn vị tiên sinh lúc này mới được. Thằng nghèo Nobita đâu rồi, mau ra ký giấy hủy hôn đi. Suka mới tới chơi hả, cháu vào nhà đi. Nobita đang bên trong đó con. Cái nhà sặc mùi nghèo ai mà thèm vô. Xính lễ chỉ có 100 ngàn vậy mà mấy tháng rồi cũng chưa có. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mẹ? À, cái con quỷ này kiếp trước nói ngon ngọt cho mình ở tù, thấy bây giờ muốn trở mặt à? Kìa Nobita, con ăn nói kiểu gì vậy? Suka, cháu đừng giận nhé, bác sắp gom đủ tiền xính lễ rồi. Nếu thiếu bác sẽ bán luôn căn nhà này. Để mà cứ muốn bu chân hạt vậy. Bà với thằng phế vật này có làm 8 đời nữa cũng không đủ 1 triệu tiền xính lễ đâu. Chưa hết tôi muốn có thêm một căn biệt thự ở khu Nam Thành sẽ đứng tên của tôi. Chưa hết em trai tôi cũng sắp cưới vợ, cả nhà các người cũng phải lo toàn bộ chi phí ít nhất 8 triệu cho nó. Loại phụ nữ lăng loàn hám tiền như cô có cho tôi cũng chẳng thèm chứ ở đó mà cho mấy triệu xính lễ. Cút đi, hãy nhớ hôm nay là tôi Nobita từ hôn với cô chứ không phải cô bỏ tôi, hiểu chưa? Chàng trai này cũng thú vị thật đó. Loại nghèo hèn như mày cả đời này cũng chẳng lấy được vợ đâu. Mới vô tới nhà mà ai bấm chung nữa rồi trời, không lẽ là con nhổn lò đó nữa. Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu mạng tôi. Trong kẻ này có 1 vạn xin anh nhận cho. Cô khách sáo quá rồi, nhưng tôi chỉ xin nhận 100 đồng thôi, vì tôi thực sự cần số tiền này. Thôi được rồi, tôi là Thẩm Như Lan, con gái nhà họ Thẩm giàu nhất Nam Thành. Sau này cần giúp đỡ gì anh cứ gọi tôi nhé. Cái gì con gái nhà họ Thẩm tỷ phú Nam Thành nhà? Mình nhớ kiếp trước lúc này nhà họ Thẩm đang định đầu tư chứng khoán vào vàng nhưng thất bại thì phải. Thẩm tiểu thư, tôi biết nhà cô đang định đầu tư một số tiền lớn vào vàng, nhưng tôi khuyên cô nếu muốn tăng giá trị tài sản lên gấp 10 lần thì hãy chọn mua cổ phiếu công ty TVN. Nhưng mà công ty đó đang xếp hạng thấp nhất trên thị trường, còn vàng thì vẫn đang tăng. Ngài Nobi, ngài có chắc chắn không? Tôi biết nhà họ Thẩm đang cần một số vốn lớn để đấu thầu khu đất Nam Thành. Đây là cơ hội tốt để tăng dòng vốn. Tôi chỉ nhắc nhở như vậy, quyết định là do Thẩm tiểu thư. Đây hoàn toàn là những chuyện nội bộ, sao ngài có thể biết được. Thôi được, tôi sẽ cân nhắc lại. Xin phép Nô tiên sinh tôi về. Cũng may kiếp trước mình có đọc báo biết được khu vực Trung Đông phát hiện một mỏ vàng lớn nên giá vàng thế giới sẽ giảm, lĩnh vực Internet sẽ trở nên phát triển mạnh. Chỉ mong Thẩm tiểu thư sẽ tin mình. Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao có thể biết được nhiều thứ như vậy? Còn biết chính xác sau 2 tiếng nữa giá vàng sẽ giảm, cổ phiếu TVN sẽ tăng nữa chứ? Thẩm tổng, cô đang suy nghĩ gì vậy? Mau lên thư ký trai, lập tức bán hết vàng đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu TVN cho tôi. Nhưng mà Thẩm tổng, giá vàng vẫn đang tăng còn TVN đang chạm đáy. Làm như vậy các cổ đông sẽ phản đối mất. Tôi sẽ giải thích sau với cổ đông, nhanh chóng làm đi. Cái gì con nhỏ Thẩm Như Lan đó vậy mà lại dám bán hết vàng để đầu tư vào một công ty sắp phá sản à? Lập tức triệu hồi cuộc họp cổ đông cho tôi. Thẩm Như Lan đã dùng toàn bộ vàng sắp tới đấu thầu khu đất Nam Thành để đầu tư vào một công ty trên bờ vực phá sản. Sếp tổng, ngài đột nhiên mở cuộc họp cổ đông như này là có ý gì đây? Tầm nhìn của cô quá non nớt. Chúng tôi muốn thay giám đốc, đồng thời cô phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại cho công ty. Ai non còn chưa biết được đâu, không biết sếp tổng có dám đánh cược không? Thẩm tổng không hay rồi, giá vàng vẫn đang trên đà tăng, còn TVN vẫn giảm thê thảm. Nếu không cắt lỗ có thể chúng ta phá sản mất. Thẩm tổng à, nếu bây giờ cô nhường vị trí giám đốc này lại cho tôi hầu hạ tôi vài đêm vui vẻ, tôi có thể xem xét giúp cô. Anh Nobia, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, nhưng đây là chuyện nhà họ Thẩm, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thằng phế vật kia, vậy mày có dám cược cái mạng mày không? Được thôi xe tổng, chỉ cần 3 phút nữa giá vàng chắc chắn giảm, cổ phiếu TVN chắc chắn tăng hơn 10 lần, vậy thì ông hãy rời khỏi tập đoàn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Thẩm tổng được không? 3 phút, có thật sự mạo hiểm quá không? Ha ha ha, được, nếu sau 3 phút mà không đúng như người nói thì để cái mạng ngươi lại đây, còn Thẩm tổng chuẩn bị hầu hạ tôi cho tốt nha. Lo phóng lao rồi đánh theo Nobita vậy. Ha ha ha, 2 phút 30 giây rồi, mày thua chắc rồi. Còn 30 giây vẫn là còn, mày đừng vội mừng. Chuẩn bị nè, 3, 2, 1. Tiểu thư thật sự tăng rồi, TVN thật sự tăng giá trị hơn chục lần rồi, giá vàng liên tục giảm mạnh. Ha ha ha, tụi mày định hồ nhau gạt tao à? Khu vực Trung Đông vừa phát hiện một mỏ vàng rất lớn nên giá vàng đã được bình ổn và đang giảm dần. Công ty TVN vì phát minh ra mạng internet tốc độ 8G nên nhận được rất nhiều đầu tư. Ha ha ha, xem ra lần này sẽ tổng thua rồi. Được lắm, tụi mày đợi đó. Nobita, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Những ngày qua em thật sự thích một chàng trai như anh rồi. Anh có đồng ý làm chồng em không? Ủa, tình huống gì đây? Đây là đang tỏ tình với mình sao? Căn biệt thự này và cả tập đoàn nhà họ Thẩm em đều cho anh. Nên đồng ý hay không đây các bạn ơi? Comment cho mình biết nha. Không cần ủng hộ bằng tiền, chỉ cần tặng mình một like và share để mình có động lực làm nhiều tập mới hay hơn nha các bạn.